Rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê Miền Tây Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm cá lòng tông kho tiêu ha Cũng rất là đơn giản và dễ làm luôn Và cách ướp cá như thế nào mà khi cá mình kho lên không có mùi tanh Và nước kho thì sánh kẹo ăn rất là ngon và thơm luôn Cá mình kho mình có thể ăn kèm với canh chua nè Hoặc là mình luộc rau mình ăn chấm với rau luộc cũng rất là ngon nữa thì mời các bạn vào viết cùng mình nha Để chuẩn bị làm món cá lòng tông kho tiêu này Rất là thơm ngon và ăn rất là hao cơm luôn Trước tiên là mình có 200g cá lòng tông Cá này khi mình mua người ta làm sạch rồi là 200g nha Khi mình mua về thì mình chỉ việc mình rửa lại Mình cạo dãy cho thật là sạch Và các bạn rửa cho nó thật là sạch với 2-3 lần nước Mình để cho thật là ráo nước mình mới chuẩn bị mình kho thì cá khi các bạn lựa mua thì các bạn lựa con cá cho cái bụng nó không bị bể như thế này nè thì cá mình nó mới tươi còn nếu như mà cái bụng cá mà bị nhừ bị bể rồi đó thì cá mình ăn không có tươi và không có ngon đâu và quan trọng nhất là khi các bạn rửa mình phải để cho thật là ráo nước thì cá mình kho mới không có bị tanh và hai cọng hành lá nếu mà nhà có hành tím á, mình dùng hành tím mình thay thế hành cọng hành lá này cũng được nha thì và ba lá hành để một lát nữa mình ướp cá một phần một phần mình sẽ để vào cá kho cái lúc mà mình kho rồi đó với một phần tư trái ớt ớt sừng không cay các bạn có thể dùng ớt cay cũng được nha gia vị mình kho cá cũng rất là dễ luôn nửa muỗng cà phê tiêu nè và một muỗng lưng cà phê bột ngọt một muỗng dung canh đường cát mình sẽ dùng nước mỡ để mà mình kho cá mình dùng một muỗng canh nước mỡ các bạn có thể dùng dầu ăn nha nước mỡ mình thắng ra đó và hai muỗng canh nước mắm hai muỗng canh dung nước mắm nha, tại nước mắm mình độ mặn nó không có cao cho nên là mình dùng hai muỗng canh dung. Còn nếu như nước mắm của các bạn mà nấu nhà đó, mà độ mặn hơi cao thì các bạn gia giảm lại cái phần nước mắm ha. Cọng hành này mình sẽ đập dập ra và mình sẽ sắc nhuyễn cái phần cọng hành này để một lát nữa mình ướp cá. Các bạn làm như thế này nè thì cá mình kho lên sẽ không có cái mùi tanh và ăn rất là thơm và ngon luôn. Cọng hành mình sắc xong đó thì mình sẽ cho vào một cái tô đến cái phần ớt cũng vậy ớt mình cũng sẽ sắc nhuyễn ra mình bỏ cái phần hạt này đi mình chỉ lấy cái phần thịt của ớt thôi các bạn ăn dùng ớt cay thì mình có thể thay thế ớt cay nha mình kho như thế này nè để nhiều khi các bé nhà mình ăn có thể ăn được ớt này mình sắc nhuyễn rồi cái mình cũng cho vào trong tô để mà mình chuẩn bị mình ớt cá cái phần hành lá thì các bạn sắc ra ha mình sắc cái phần hành lá để một lát nữa khi mình kho cá chín rồi đó thì mình sẽ cho vào trong cái nồi cá kho mình để riêng ra ngoài một bên ha Đây mình cho riêng ra ngoài dĩa như thế này nè tiếp tục mình sẽ chuẩn bị gia vị cho vào trong tô để mà mình ướp cá mình cho hết cái phần đường vào nè phần bột ngọt tiêu và nước mắm các bạn cho vào hết ha còn phần nước mỡ này một lát nữa mình kho cá mình mới cho vào sau rồi mình sẽ cho cá vào khi các bạn cho cá vào tô rồi cái mình lấy đũa mình trộn cho thật là đều lại cá trước khi các bạn kho mình làm như thế này nè thì cá mình ăn nó không có nghe cái mùi tanh của cá khi mình trộn cá đều lại như thế này rồi các bạn để đó độ khoảng 10 phút để cho cá thấm đường bột ngọt với nước mắm xong rồi đó thì mình mới bắt lên mình kho tiếp theo mình sẽ chuẩn bị mình thắng nước màu nếu gia đình bạn mà có nước màu sẵn rồi thì mình khỏi thắng còn mình chưa có cho nên là mình thắng nước màu mình cho vào một muỗng dung canh đường cát nha thì mình mở lửa cho nó nhỏ thôi không có mở lửa lớn các bạn lấy đũa mình sơ qua sơ lại cho đều tay khi nào mà mình thấy nước sôi lên như thế này nè đường nó tan hết và vừa ngảo vàng như thế này là các bạn cho nước vào là được rồi nha mình cho vào khoảng một muỗng canh nước rồi cái mình lấy đũa mình quậy tiếp tục khi nào mà đường tan hết là được rồi rất là thơm luôn các bạn thắng nước màu như thế này nè, cá mình ăn nó thơm và ngon lắm. Thì cá mình cũng được 10 phút rồi mình sẽ cho vào chảo để mà mình kho nha. Thì hôm nay mình sẽ bắt trước bạn Gánh Thị á, mình sắp cá lại cho nó đàng hoàng nó đẹp đi rồi mình mới chuẩn bị mình bắt mình kho. Sắp thì nó cũng hơi mất thời gian một tí, nhưng mà khi mình kho chín rồi đó, mình nhìn cái nồi cá của mình nhìn rất là hấp dẫn luôn thì lần lượt mình sẽ sắp hết những cái phần cá này các bạn sắp như mình như thế này nè cũng rất là dễ thế vậy chứ cũng mau chứ không có lâu đâu không có tốn công bao nhiêu hết á nó cá mình cũng đã sắp xong rồi nhìn cũng uh, được thôi chứ không có đẹp bằng bạn gánh thị thì uh, mình sắp xong rồi cái mình sẽ cho cái phần nước màu vào mình cho hết nước màu vào luôn ha cái uh, muỗng canh mà nước mỡ thắng lúc nãy đó mình cũng cho vào luôn các bạn kho cá mà mình cho nước mỡ vào như thế này nè cá mình ăn rất là thơm và béo béo ăn ngon lắm còn nếu các bạn không thích thì mình không để cũng được không sao khi mà mình cho mở vào rồi mình mở nước vừa sôi lên các bạn cho thêm khoảng 3 muỗng canh nước lọc nữa cái mình mở lửa thật là nhỏ mình lấy nắp mình đậy lại mình đậy lại độ khoảng tầm 3 phút cái các bạn dở nắp ra thì cá mình cũng đã chín rồi lúc này thì nước cá kho của mình còn nước hơi nhiều á cái mình lấy muỗng mình múc mình trang lên cái phần trên mặt của cá nè để cho cá mình thấm nước đều ăn cá nó sẽ rất là ngon thì mình mở lửa cho lửa thật là nhỏ mình kho đến khi nào nước sánh kẹo lại thôi mình không biết canh thời gian như thế nào để mà mình chia sẻ đến các bạn và các bạn nêm nếm lại giùm mình nghe nếu mà có thiếu khẩu vị gì đó thì mình có thể thêm giùm mình đường một ngọt hoặc là nước mắm gì ha rất là thơm luôn mình kho nước sánh kẹo như thế này nè các bạn muốn còn ăn còn nước thì mình để lại nha bao nhiêu đây mình tắt được rồi còn muốn ăn khô cạn như mình thì các bạn cho so thêm một lát nữa cho nó thật là ráo nước á thì con cá của mình ăn nó rất là cứng và ngon luôn nó cá mình kho nó cạn nước như thế này nè thì mình tắt bếp được rồi. Các bạn không cần để lửa nữa đâu. Mình kho từ từ nước sánh kẹo màu cá vàng ươm rất là ngon luôn. Thì còn cái phần hành lá lúc nãy đó thì mình chẻ cho cái phần hành lá vào luôn. Khi mà cho hành vào xong thì cá mình cũng đã kho chín rồi. Thì chỉ việc các bạn đem ra mình ăn với cơm nóng, ăn với canh chua nè hoặc là rau luộc đó, rất là ngon luôn vậy là món cá thầm tâm kho tiêu của mình làm cũng đã hoàn thành rồi nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ một like và một đăng ký kênh cảm ơn các bạn đã theo dõi video ủng hộ mình chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau